Thì bây giờ thì đi lên tới chánh điện. Gonna go up to the mountain here, all the way up to the temple. Cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng từ viện Viên Quang. This is one of the largest temple in South Carolina. I haven't been here for a while. Lâu lắm rồi mình chưa đến chùa trên núi ở South Carolina. Đây là Viên Quang Bảo Pháp Đường. Còn Viên Quang Đại Giác Thiện, Đại Giác Điện ở bên kia là chánh điện. Đây là Viên Quang Bảo Pháp Đường, chỗ của thầy chủ trì Thượng Tọa Thích Tâm Châu đã viên tịch, thì người ta cúng bái thầy ở đây. This is where Thượng Tọa Thích Tâm Châu rest in peace. Pháp truyền nhân thiên sáng Phật quang, pháp chuyển nhân thiên sáng Phật quang. So I'm with my whole family today. On a Sunday weekend, ngày cuối tuần chủ nhật, thì con Dương đến đây với gia đình đi chùa. Bữa nay là lễ, tuần này, tháng này là lễ Phật Đản. So this is the month of where when Buddha was born. So I'm gonna walk around here first. I've just already went in the. Mình vừa mới đi vô để mà thắp nhang rồi. So I'm about to go into the main temple to sit down and listen to some of the Buddhist teacher teaches some of the lesson and talk. Bây giờ mình đi vô chánh điện để nghe những các thầy giảng đạo ha. Chánh điện lớn đây nè. Right here. This is the main temple. Okay, guys, I'm gonna take more video and picture today, a lot, okay? Con Dương sẽ chụp thêm hình và quay thêm phim. Ok. Ok cả nhà.